Kính thưa hương hồn cụ Liêu Thị Thúy, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tăng chủ, được tin cụ Liêu Thị Thúy 250 về với tiên tổ, chúng tôi đại diện cho cấp ủy chi bộ, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể và nhân dân tổ dân phố 4 phường Chùa Hang, thành phố Núi Thái Nguyên, nơi cụ hiện đang cư trú và làm ăn sinh sống, chúng tôi có nén hương thơm, vòng hoa tươi, kính viếng hương hồn cụ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình, và kính chúc cụ hương hồn cụ được sớm được siêu thoát và yên giấc ngàn thu nơi chín suối. Để tưởng nhớ cụ, chúng tôi xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, ban tổ chức tang lễ cùng gia đình trân trọng được kính báo. Lễ truy điệu cụ Liêu Thị Thúy. Kính thưa hương hồn cụ Liêu Thị Thúy, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, được tin báo của gia đình ông Trần Liêu Thành là con trai của cụ Liêu Thị Thúy về việc cụ Liêu Thị Thúy qua đời do tuổi cao sức yếu bệnh trọng. Ban lãnh đạo tổ dân phố 4 gồm đại diện cấp ủy chi bộ và trưởng ban và tổ trưởng, phó tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể và gia đình đã bàn bạc thống nhất thành lập ban tổ chức lễ tang gồm các ông bà có tên sau: một, ông Trần Ngọ Khang, tổ trưởng dân phố, trưởng ban; hai, bà Nguyễn Thị Tiến, trưởng ban công tác mặt trận, phó ban; ba, ông Phan Duy Đại, chi hội trưởng người cao tuổi, ủy viên; 4. Ông Hạ Văn Dũng, chi hội trưởng cựu diễn binh, ủy viên; 5. Bà Nguyễn Thị Lan, chi hội trưởng phụ nữ, ủy viên; 6. Ông Nguyễn Trung Hai, chi hội trưởng nông dân, ủy viên; 7. Bà Vũ Thị Kim Thoa, chi hội trưởng chữ thập đỏ, ủy viên; ông Trần Văn Nghiêm, đại diện gia đình, ủy viên, trực tiếp tổ chức lễ tang cụ Liêu Thị Thúy từ khi niệm cho đến khi đến nơi an nghỉ cuối cùng, mồ yên mà đẹp. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, tang lễ cụ Liêu Thị Thúy được diễn ra trong 2 ngày, trong long trọng, đúng thuần phong mỹ tục, trong 2 ngày mùng 7, mùng 8 tháng 1 năm 2024, tức ngày 28, 26, 27, tháng 11 năm Quý Mão. Ban tổ chức tang lễ và gia đình cùng đoàn nhạc hiếu đã đón tiếp trên 200 đoàn đại biểu đại diện cho các tổ chức đoàn thể gia đình và cá nhân đại diện cho các gia đình thông gia, liên gia, họ hàng, đôi bên đại, nội ngoại, ban bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa, bà con xóm phố đã đến cúng viếng và chia buồn cùng gia đình tang chủ. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, ban tổ chức và gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt cho ban tổ chức và gia đình xin được cảm tạ, tri ân, kính chúc các quý vị đại biểu
và nhân dân mạnh khỏe, bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo đây, tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Tiến, trưởng ban công tác quần trận, phó ban tổ chức lễ tang, lên đọc lời điếu. Kính mời bà. Kính thưa hương hồn cụ Liêu Thị Hồng Thúy, kính thưa lãnh đạo các đoàn thể tổ dân phố số 4 và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành của phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, kính thưa ban tổ chức tang lễ và gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể bà con trong tang lễ. Hôm nay, trong giờ phút buồn đau và thương xót này, chúng ta tập trung tại đây để vĩnh biệt một con người, đó là cụ Liêu Thị Hồng Thúy, còn gọi là Liêu Thị Thúy. Cụ Liêu Thị Thúy sinh ngày 28 tháng 8 năm 1944 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xóm Xuân Lạc, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên. Bố là Liêu Văn Đặng, là lão thành cách mạng. Mẹ là Phan Thị Tàn, cán bộ tiền khởi nghĩa. Bà Thúy là con cả trong gia đình. Năm 1960, cụ được giác ngộ cách mạng và thoát ly gia đình đi thanh niên xung phong khai hoang tại nông trường Hoàng Văn Thụ, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái. Tháng 11 năm 1960, cụ học tại trường Bổ Túc Công Nông, khu tự trị Việt Bắc. Tại đây, với tinh thần hăng hái và ý chí tự học vươn lên, cụ đã được kết nạp vào Đảng ngày 30 tháng 4 năm 1964 tại chi bộ khối 8 trường Bổ Túc Công Nông, khu tự trị Việt Bắc. Năm 1966, cụ tốt nghiệp lớp 10, được nhà trường chọn đi học nước ngoài tại Trung Quốc. Tháng 3 năm 1967, cụ về nước và học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cụ được bầu làm phó bí thư chi bộ, lớp phó phụ trách đời sống của lớp. Đến tháng 7 năm 1971, cụ tốt nghiệp đại học. Sau đó, cụ được phân công công tác tại Ty Lương Thực Bắc Thái. Tại đây, cụ được phân công phụ trách xưởng bánh mì Minh Cầu. Từ năm 1973 đến năm 1974, cụ được phân công phụ trách kỹ thuật và sản xuất tại nhà máy bánh mì Ba Lan. Tháng 4 năm 1978, cụ công tác tại phòng công nghiệp Ty Lương Thực Bắc Thái, trực tiếp nghiên cứu và sản xuất men bánh mì và nước giải khát. Năm 1980, cụ được phân công theo dõi chất lượng sản phẩm cơ sở sản xuất rượu nước chấm Bắc Thái. Là một cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, năm 1981, cụ được bổ nhiệm làm quản đốc xí nghiệp bánh mì Ba Lan Tích Lương. Tháng 6 năm 1982, cụ chuyển công tác về ngành đời sống công ty gang thép Thái Nguyên. Cụ được bổ nhiệm làm quản đốc ngành đời sống gang thép, phục vụ trên 1 vạn công nhân khu gang thép Thái Nguyên. Tháng 3 năm 1987, vì sức khỏe yếu, cụ chuyển công tác về ban đời sống Trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Năm 1990, cụ nghỉ chế độ 176 tại địa phương. Với 30 năm công tác, cụ luôn gắn bó với công tác tổ chức xây dựng Đảng và qua nhiều thế hệ, từ nhân viên kỹ thuật rồi được bổ nhiệm quản đốc các nhà máy, phân xưởng, trưởng ban đời sống. Sau nghỉ chế độ, cụ về sinh sống cùng gia đình tại số nhà 55, tổ 8, thị trấn Chùa Hang. Nay là tổ 4, phường Chùa Hang. Cụ luôn gắn bó với bà con khối phố, với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, nhiệt tình, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, cụ đã không nề hà công việc chung, cùng bà con tham gia xây dựng khu phố văn hóa vững mạnh. Cả cuộc đời đã cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp để phục vụ đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, đã dành tất cả tình thương yêu, sự quan tâm cho gia đình, quê hương, cho anh em, con cháu, cho đồng chí, đồng bào. Để ghi nhận những đóng góp của cụ với cách mạng, với tỉnh và địa phương, cụ đã được nhà nước tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen. Kính thưa hương hồn cụ Liêu Thị Thúy, công lao đóng góp của cụ đã được Đảng, Nhà nước, chính quyền, đoàn thể, các cấp ghi nhận, tuyên dương. Nhưng cái lớn nhất của cụ để lại là tấm gương về lòng trung thành, tính khiêm tốn,
ham học, thương người và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn về mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cụ là một trong những người mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, gian khó, luôn chịu thương, chịu khó và khăng khít với làng xóm. Khăng khít với làng xóm quê hương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể bà con, người xưa từng nói trên nối nghiệp tổ tiên truyền lại, dưới nêu gương con cháu noi theo. Cuộc đời cụ bà Liêu Thị Thúy đã giữ được nếp nhà, dấn mình đóng góp cho dân, cho nước và nuôi dạy cháu con. Năm 1970, cụ đã gặp, yêu thương và xây dựng gia đình với ông Trần Xuân Thái, là đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Ông bà có 5 người con, trong đó 3 con đẻ, 1 trai, 2 gái. Các con trai gái của ông bà đều đã trưởng thành. Gốc rễ bền sinh cành dợp bóng, nguồn rộng sâu tạo dòng chảy không ngừng. Đến nay, cụ bà đã 4 cháu nội, 8 cháu ngoại và 9 chắt, nối tiếp truyền thống ông cha. Các cháu đều là những con ngoan, trò giỏi. Thưa toàn thể tang lễ, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, cụ đã không qua khỏi. Và lúc 16:25, ngày 7/1/2024, tức là ngày 26/11 năm Quý Mão, trái tim cụ ngừng đập sau một cơn đau đột ngột tại nơi tổ bốn, từng gắn bó 16 năm cuộc đời trong vòng tay yêu thương, kính trọng của cháu con họ Mạc. Cụ hưởng thọ 80 tuổi. Kính thưa hương hồn cụ Liêu Thị Hồng Thúy, trong giờ phút biệt ly về âm giới mãi xa xăm, chúng tôi trên dương trần luôn tưởng nhớ. Từ nay vắng cụ trong chuyện trò thế sự, còn đâu lời khuyên bảo lúc cam go. Vẫn biết là quy luật sao lòng thắt khôn cầm, dù hiểu không tránh khỏi mà vẫn đau trong dạ. Cụ đã đi xa, nhưng nhà nước ghi công người phụng sự, xóm làng học tập đức bền gan. Các con đau một nỗi, nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt nồng. Tóc tơ những hiềm chưa báo trả, ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng, biển trời khôn xiết mấy công lao. Nay hiếu tử hãy còn lưu lị sở, mà phụ thân đã vội lánh trần. Người cùng công tác với cụ buồn đau vì hậu sinh mất tiền nhân mẫu mực, đồng đội thương tiếc bạn đồng cam. Chúng tôi xóm phố cảm phục cụ sống tận tụy mọi người yêu quý, chết thủy chung con cháu tiếc thương, sớm tối nào quên niềm ái mộ, tháng ngày khôn xiết nỗi bi ai. Thế là hỡi cụ ơi, cụ ra đi về cõi vĩnh hằng, bầu trời hôm nay ảm đạm, hoa lá cỏ cây thôi cười, tiếng chim bên đồi ngừng hót, dòng suối mát trong ngưng chảy, không gian bốn bề vắng lặng. Hàng cây ủ rũ ven đường, bàn thờ bóng phủ thê lương, cho tàn rơi rụng bát hương, vầng trăng mây đen che khuất, lạnh lẽo lối đi quanh nhà, bến sông con đò sao xác, ngọn gió heo may vờn thổi, cuốn đi chiếc lá tiêu điều. Cụ đi rồi, u tịch cô Liêu. Kính thưa hương hồn cụ, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ sẽ vĩnh biệt chúng tôi để về với tổ, với tiên, để vui với nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh. Tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng, với đạo đức của cụ, bạn bè, xóm làng, ai cũng lưu luyến tiếc thương. Cụ ra đi, chồng cụ mất đi một người vợ mẫu mực, yêu thương. Các con mất đi người mẹ hiền hòa, kính trọng, bao dung, độ lượng. Các cháu mất đi người bà vui tính, yêu thương. Cụ ra đi, gia đình mất đi một cột trụ.
vững chắc, một chỗ vừa tinh thần không gì thay thế nổi. Chồng không được nhìn thấy vợ, con không nhìn thấy mẹ, cháu không nhìn thấy bà, âm dương cách biệt. Cụ ra đi, gia tộc dòng họ mất đi một người con dâu hiếu thảo, một tấm lòng luôn trọn vẹn với làng xóm quê hương. Cụ ra đi, bạn bè xóm giềng mất đi một người bạn chân tình cởi mở, hết lòng vì cộng đồng dân cư. Hội người cao tuổi mất đi một hội viên, một cây cao bóng cả tỏa mát cho đời. Kính thưa gia đình tang quyến, trong giờ phút đau đớn tiếc thương vô hạn, chúng ta tiễn đưa cụ Liêu Thị Thúy vào cõi vĩnh hằng. Thay mặt tổ dân phố, hội người cao tuổi, hội phụ nữ và toàn thể nhân dân trong thôn, chúng tôi xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này và xin hứa với cụ. Chúng tôi luôn đoàn kết thống nhất cùng với nhân dân trong thôn thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tổ làng văn minh. Xin kính chúc cụ an giấc ngàn thu mà yên mồ đẹp, sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho gia đình, cho nhân dân luôn mạnh khỏe để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước bàn thờ khói hương bay tỏa để tưởng nhớ hương cụ và vĩnh biệt cụ mãi mãi, chúng tôi đề nghị tất cả các cụ ông, cụ bà và toàn thể nhân dân có mặt trong tang lễ hãy để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin vĩnh biệt cụ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin giới thiệu ông Trần Văn Nghiêm. Ông Trần Văn Nghiêm đại diện gia đình có đôi lời phát biểu. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị của tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các vị đại biểu thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể địa phương, phường Chùa Hang, cấp ủy, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và cùng toàn thể bà con nối xóm tổ dân phố 4, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, các ông bà thông gia, liên gia, bạn bè, thân hữu gần xa, mẹ, chị, bà, cụ chúng tôi là cụ Liêu Thị Thúy. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, chị, bà, cụ mẹ chúng tôi đã không qua khỏi và phút hơi thở cuối cùng vào hồi 16 giờ 25 phút ngày 7 tháng 1 năm 2024, tức ngày 26 tháng 11 năm Quý Mão, hưởng thọ 80 tuổi. Kể từ khi chị, mẹ, bà, cụ chúng tôi lâm bệnh, gia đình chúng tôi đã được rất nhiều tập thể, cá nhân đến thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ chăm sóc, trị chữa bệnh tật, nhưng do bệnh trọng đã không qua khỏi. Sau khi mẹ chị, mẹ bà cụ chúng tôi qua đời, đã được các cơ quan quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể đã đến giúp đỡ thăm hỏi, phúng viếng, dự lễ truy điệu và đưa chị chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đặc biệt là sự quan tâm động viên của cấp ủy, tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân, bà con trong lối xóm của tổ dân phố 4, phường Chùa Hang, của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, trường phổ thông trung học Đồng Hỷ, bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên đã đến giúp đỡ và phúng viếng. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn
những tình cảm cao quý đó. Sau khi đưa tiễn chị, mẹ, bà, cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, được mổ yên mà đẹp, gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời lãnh đạo và cán bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụ ông, cụ bà và các dì, chú bác, họ hàng, nội ngoại gần xa, các ông bà thông gia, liên gia, bà con lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa trở lại gia đình dự bữa cơm nhạt và chia buồn với gia đình chúng tôi. Trong lúc tăng gia bối rối, không tránh khỏi sự sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Bây giờ đến lễ di quan cho cụ Liêu Thị Thúy về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi đề nghị gia đình chúng ta dẹp cái bàn vong sang một bên để làm lễ di quan. Để ơi anh em con trong kiếp thương để đoạn đường sang cung để em. Thầy tu cuối cùng của các con trong tranh kiếp thương để cho em chỉ nhận trong con. Thành ơi, chìa khóa xe đây. Rồi, lễ ba lễ.
Rồi, sao đứng đấy, đứng nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên ha.